Thầy do chính tay Ngài viết. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vua dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chưa bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuận ân đức Phật, lòng đã quán đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mai quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dưỡng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chung mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thê cứu dân dòng thân dị quốc. Huống chi nay cơ màu đà thâu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự long sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hướng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỏi xuân chôn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương bất tinh tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mai diệu quyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công hòa để ban cho xưng vị xưng ngôi, người đủ các thiện căn để giao truyền đại đạo. Đỉnh ngôi phân thư gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái bụi hạ quân này sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời Đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cái tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xa bớt tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thương phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình.
Bởi đời này pháp môn bế mạc thanh đạo tranh du người tâm trí tối đen đời lắm ma dương khuây rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tê nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta qua hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có về đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mánh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhảm tai. Đến trung tuần tháng 8 ta cùng đức thầy mới ta hiểu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết. Hầu ăn năn cải qua làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh, vì đạo nào quán sát thân. Kiếp chót này đây hả lại tiếc chi thân phàm tục, sống vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Quyển thứ 6, cách tu hiền và sự ăn ở của một người.